một khu ổ chuột tuyệt đẹp. Hầu hết du khách phải thốt lên ngay khi đặt chân đến Jodipan, ngôi làng thuộc thành phố Malang, tỉnh Đông Java của Indonesia. Jodipan còn được gọi là làng cầu vồng, nổi bật bởi những ngôi nhà được phủ màu sắc rực rỡ như đỏ, tím, vàng, hồng. Lối đi uốn lượn chạy dọc làng được trang trí bởi những bức vẽ 3D tỉ mỉ, có hàng dù che chắn bên trên. 8 năm trước, ngôi làng này là một trong những khu vực tồi tàn bậc nhất Indonesia. Người dân sống trong những mái nhà ngói lụp xụp siêu vẹo. Dòng sông chảy dưới cây cầu Jalan Gatot tràn ngập rác thải, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Một số người ý thức kém đã xả rác trực tiếp xuống sông gây tắc nghẽn cống rãnh. Chính vì những yếu tố trên, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di rời nhà ở người dân và phá bỏ ngôi làng. Câu chuyện chỉ thay đổi vào năm 2016 khi một nhóm sinh viên của trường đại học Muhammadiyah Malang nhận ra vấn đề của làng Jodipan hoàn toàn có thể được giải quyết với bàn tay tài hoa của con người. Họ đã vận động tài trợ từ một công ty sơn nước, kêu gọi các họa sĩ cùng bắt tay vào việc hồi sinh ngôi làng. Sau khi rác thải được dọn dẹp sạch sẽ, nhóm tình nguyện đã sơn phết cho từng ngôi nhà, vẽ tranh nghệ thuật 3D lên tường, bể nước được trồng thêm cây xanh, treo chậu hoa. Cũng nhờ dự án này, các căn nhà cũ kỹ như được khoác lên mình một chiếc áo mới đầy sức sống. Chính phủ cũng đã tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường. Từ đây, làng Jodipan đã thực sự sống lại một lần nữa. Một số hộ dân bắt đầu kinh doanh tạp hóa, bán thức ăn, bán vé cho khách du lịch tham quan. Hiện tại, Jodipan, ngôi làng ổ chuột năm nào, đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, minh chứng cho câu chuyện có những thứ không cần đập bỏ mà nên được dựng xây vun đắp. Đến với New Zealand, một nghệ sĩ tại nước này đã hoàn thành việc vẽ 6 bức tranh tường chân dung vô cùng ấn tượng. Dự án nhằm vinh danh giải vô địch bóng đá nữ thế giới đang được đồng tổ chức tại New Zealand, cũng như góp phần tôn vinh thành tích của những người phụ nữ. Nghệ sĩ 45 tuổi, có nghệ danh là Mr. G, chuyên vẽ tranh tường quy mô lớn, đã được FIFA hỗ trợ để vẽ những người phụ nữ huyền thoại trong bóng đá, bao gồm cả các cầu thủ của New Zealand. Dự án bắt đầu ở Auckland, tại công viên Eden. Vì vậy, nghệ sĩ đã vẽ một bức chân dung lớn tại công viên này để khởi động toàn bộ dự án. Theo nghệ sĩ Mr. G, bức chân dung cỡ lớn là một cách tuyệt vời để kể câu chuyện của nhân vật. Không chỉ là một bức tranh vẽ khuôn mặt, mà còn phải nói lên được một cuộc đời và một câu chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nước Pháp là một đất nước lãng mạn nhất trên thế giới, hay quyến rũ hơn bất cứ nơi nào khác, bởi đất nước này còn đầy ắp các không gian nghệ thuật công cộng. Đặc biệt tại Paris, nơi được mệnh danh là kinh đô nghệ thuật trên thế giới, không thể không nhắc đến đồi Montmartre, một trong những không gian nghệ thuật ngoài trời tuyệt đẹp, và đây cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Montmartre là một khu phố của Paris, nằm trên quả đồi lớn thuộc quận 18. Nơi đây từng là điểm dừng chân của nhiều họa sĩ nổi tiếng như Picasso, Modigliani, Van Gogh. Ngày nay, Montmartre vẫn được coi là một không gian nghệ thuật ngoài trời hấp dẫn của thủ đô nước Pháp. Trên quảng trường Tertre, các họa sĩ vẽ chân dung và tranh biếm họa luôn sẵn sàng vẽ những bức tranh ấn tượng, phục vụ cho du khách đến thăm thú và khám phá nơi đây. Cạnh quảng trường còn có không gian Dali, trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Salvador Dali cùng với nhiều phòng tranh ngoài trời, khiến cho ngọn đồi này mang vẻ thơ mộng và lãng mạn. Bên cạnh không gian nghệ thuật đồi Montmartre còn có các con phố nhỏ, quán cà phê và những nhà hàng nhỏ xinh đẹp, đem lại bầu không khí náo nhiệt. Ngoài ra, Montmartre còn là một địa điểm quan trọng của tôn giáo. Với nhà thờ Sacré-Cœur, nhà thờ Saint-Pierre de Montmartre và nhà thờ Saint Jean de Montmartre. Chính nghệ thuật và tôn giáo đã tô điểm thêm cho không gian nghệ thuật tại Montmartre vẻ kiêu kỳ và quyến rũ. Những sáng tạo trong nghệ thuật thì vô cùng phong phú, và tại tại New York, một nghệ sĩ người Anh đã thiết kế ra những chiếc bánh hamburger và nhiều loại bánh ngọt khác nhau được làm hoàn toàn bằng vải nỉ. Và những chiếc bánh này thì trông giống hệt như những chiếc bánh thật, với đầy đủ những nguyên liệu bắt mắt, khiến các thực khách vô cùng thích thú. Cửa hàng này có bề ngoài giống như những tiệm bánh bình thường khác. Chỉ có điều khác biệt là những chiếc bánh mì tròn tại đây được làm hoàn toàn từ nỉ. Có 13 loại bánh và tất cả đều được khâu thủ công. Các nghệ sĩ đã mất 8 tháng để hoàn thành các công đoạn sản xuất và sắp xếp chúng. Khách tham quan có thể mua bất kỳ mặt hàng nào trên kệ, giống như ở một tiệm bánh bình thường. Tại cửa hàng của chúng tôi, bạn có thể chọn 13 loại bánh mì tròn khác nhau và cho bất cứ thứ gì vào làm nhân, ví dụ như là thịt bò muối, phô mai Mỹ, dưa chua hay xà lách. Ở đây có một ít thịt bò và hành tây, có thể có 2.300.000 cách kết hợp khác nhau, mà tôi gọi đó là nghệ thuật sắp đặt. Bên trong tiệm bánh, các thùng chứa đầy các chi tiết bằng nỉ của bánh mì tròn, bánh sừng bò và bánh mì trứng do Thái, trông giống như thật và khách hàng có thể bị cám dỗ để được thưởng thức chúng. Sự sáng tạo và tính nghệ thuật của cửa hàng này thực sự khiến tôi ấn tượng. Như bạn thấy đấy, bước vào đây như thể đang vào một cửa hàng bánh thật có thể ăn được. Bánh quy, bánh ngọt, kẹo, salad hay cà phê, cứ ngỡ mọi thứ đều là thật vậy. Tiệm bánh mì này là cửa hàng thứ 6 của chị Lucy ở Mỹ, bổ sung vào danh mục triển lãm làm từ nỉ của chị. Trước đó, chị đã thiết kế nội thất hiệu thuốc, siêu thị và cửa hàng tiện lợi từ vật liệu này. Triển lãm bánh mì tròn được làm từ nỉ hiện mở cửa cho công chúng tại phòng trưng bày nghệ thuật TW Fine Art, New York và kéo dài đến hết ngày 4 tháng 9. Không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.